could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. But you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Cách dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020 2020census.gov. Hãy làm tròn bổn phận của chúng ta. Với mục tiêu là sức khỏe và sắc đẹp, Osco không ngừng cho ra đời những sản phẩm tuyệt vời nhất về chất lượng và giá thành. Loveskin.com 1-855-588-9900. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashop.tv.com 1-855-855-5888. Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio trong chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi gồm có anh Kevin Ngô, anh Vũ Kiểm và Tương Minh. Xin chào quý vị, chào hai anh. Kính chào quý vị khán giả của Việt Radio TV. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tương Minh. Vũ Kiểm kính chào Thái Ngộ, quý khán giả. Chào cô hàng cà phê và anh Kevin. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên tình cờ đỏ đen trong sáng thứ hai. Sao anh nhìn tôi? Chào anh Kevin. Cái này không biết tình cờ hay cố ý. Tôi không biết. Nhưng mà cái sáng nay em thấy anh với chú Phạm Cơ hai người cãi nhau quá. Round table, không, round table. Cái đó là cái topic, cái đề tài là để round table. Tại vì nó tin tức đó, anh em chúng tôi không có cãi nhau. Anh em chúng tôi tức là dựa trên nhiều tin, nhiều cái nguồn tin và muốn trình bày đủ mọi cái góc cạnh. Đúng chưa? Chứ không phải là ai đúng ai sai trong cái chuyện đó. Yes, nhưng mà có cái điều là các anh mà hai anh cùng nói khán giả không có nghe được. Tôi lúc mà tôi nói anh nghe, lúc anh nghe tôi nói chứ đâu hai người cùng nói. Có không? Có hả? Một khi mà khán giả người ta post Facebook, đã post rồi và người ta họ text message cho Kevin, tức là we have problem. Ok, Houston we have problem. Không, Việt TV we have problem chứ không phải Houston. Rồi, xin ghi nhận lưu ý để coi ai coi như là quát fire ngay cái lúc đó. Cả hai cùng nói thì cả hai đều nhận. Tại vì không có uống xong đen đó. Uống xong đen cho nó bình tĩnh lại. Không, mấy hai anh này là possible là dương tính. Giờ phải đưa cho anh Vũ Kiểm một cái xăm đen uống cho nó. Hay là anh muốn là nam tính? Từ vì tôi là âm nam. Serious? Âm nam, yếu siêu à. Không có ai đánh đâu, cần phải khai. Ủa? Thì vậy đó. Người ta nói là mình không có cần khai. Can là âm. Đó. Mình không cần khai, mình chỉ cần vạch áo cho người ta xem lưng thôi. Ủa anh hỏi, tôi nói chứ mình honest open mà cái chuyện đó đâu gì đâu, đâu cần mà bí mật chàng, đâu. Anh có chuyện vui gì mùa Covid-19 hay không? Covid-19 mà lại nói chuyện vui, người ta lại ném đá tôi không lại rồi mới chứ. Đôi khi nó cũng có những cái chuyện vui. Em lượm trên internet á, thấy một cái thằng boy, nó chở bánh mì đi giao. Vô tình nó đụng xe của một cặp vợ chồng kia. Thì cặp vợ chồng đó cũng hơi cũng như lớn tiếng, cũng làm dữ. Thì có một cái ông kia, ông đứng ra ông giúp. Ông mới nói với thằng boy đó là chập nữa, tao nói gì đó thì mày chỉ có dạ thôi nha. Thì ông mới lớn tiếng. Dạ và ho. Ông mới nói Thuấn, mày trốn cách ly mấy ngày nay rồi, ba mẹ mày đang đi kiếm. Tự vì người ta họ thông báo là mày dương tính, hai vợ chồng, nên là mày tới mày sorry cô chú rồi mày rồi mày về nhà gấp. Thì hai vợ chồng nó nghe nói thằng boy dương tính bỏ chạy liền, cũng như là lên xe bà vợ hôn chồng chạy liền. Thì thằng nhóc đó, nó mới quay lại nó cảm ơn cái anh đó. Xong ông nói sao chú biết con trốn cách ly, mà con tên Tuấn chứ không phải là Thuấn. Ông đó không nghe, ông bỏ chạy luôn. Em bé đó là coi như là không trả tiền mà mua bánh mì hả? Hay là không sao? Không phải, nó đi giao bánh mì. Okay. Nó đi giao bánh mì nhưng mà nó
cũng như nó không may nó đụng xe bể đèn của chiếc xe chưa? Ok, tức là nó phải làm một cái lỗi gì đó. Ok, yeah, rồi rồi. Yeah. Ok, tôi chậm tiêu rồi vậy thôi. Ok. Cái chuyện mà ông còn không cười nữa, tức chết. Không cười, tại vì không hiểu được cái chuyện đó, đối tôi không có gì cười hết á. Ôi ơi. Dùng cái chuyện cách ly bị dương tính để mà đi bắt nọn thiên hạ, cái đó lấy không cái gì là cười. Không bắt nọn thiên hạ đâu. Chứ là sao? Cái này... anh à, đôi khi có những cái chuyện mà kể tới lần hai là nó mắc vui rồi. Thì that's me. Nên là vì thôi đó tạm là thời tôi. Cho nó qua. Ok. Let it go. Dạ vâng. Thì trong cái đầu tuần rồi, cũng nhanh quá hả? Quay qua, quay lại, quay tới, quay lui thì cũng mấy tuần trôi qua rồi. Mình thấy... từ hôm 13 tới giờ. Dạ, từ 13 tới giờ. Từ mùng 3 cho mùng tới 13. Mùng 3 tới 13, cũng 10 ngày rồi hả? À, mình thấy trên tin tức thì ông doctor ông Fauci hả? Dạ. Ông nói là sao cái dịch bệnh coronavirus này á, là cái cuộc sống của chúng ta không có thể trở lại như bình thường trước kia, có những cái thay đổi. Có những cái thay đổi tốt, có những cái thay đổi không biết là tốt hay không. Ví dụ như là sẽ có một cái thói quen mới rất là tốt là rửa tay thường xuyên. Nhưng mà người ta nói là sau cái vụ coronavirus này á, là nên bỏ luôn cái chuyện, cái thủ tục bắt tay đi. Thì hai anh nghĩ sao? Tôi ủng hộ, thứ nhất là tránh được cái cảnh mà mấy cô hay là ta thán hay là complain đó, hay than phiền đó, mấy anh trai dê lợi dụng bắt tay, phép lịch sự, cầm tay cầm chân, bỏ. Tôi ủng hộ chuyện đó, không cần Covid, Covid gì hết. I'm serious. Cái đó là tôi giúp cho quý bà, quý cô đó. Đó, anh nói vậy thì tạm ngưng, không có bắt tay quý bà, quý cô thôi, còn các ông vẫn bắt tay chứ. Handshake là bình thường chứ, anh nói vậy thì bỏ luôn. Như cả, tại vì có nhiều người cái bắt tay nó cũng có những cái phiền lắm. Có những người mình biết được, cái này là chuyện thực. Và đã có những nhà tâm lý viết phân tích, qua cái bắt tay mình biết được cái người đó thật lòng với mình như thế nào. Bắt tay một cách hờ hững, bắt cho có lấy lệ, bắt làm gì? Bỏ. Không, anh nói anh bỏ tức là anh sẽ không kiếm ra được, anh không biết được cái người đó nó như thế nào, tính tình họ như thế nào. Anh bắt tay còn nhiều những cái khác, dấu chỉ khác để biết tao được cái con người đó thật tình mình với mình hay không. Yeah. Vì cái lý do đó mà anh đổ thừa như vậy không được. Ồ, tâm lý học người ta phân tích với anh. Yeah. Còn có những người bắt tay mày siết như vậy. Ông Macron bắt tay ông Trump muốn bày tỏ cái ok. Có hai cái. Một á, cho thấy là ok, tôi có cái tình bạn hoặc là thân với anh đầm thắm lắm. Chí tình tôi bắt tay vậy. Nhưng người khác phân tích lại không? Cái bắt tay bóp như vậy đó là một cái tín hiệu dàn mặt. Ê, ông behave, control lại nha. Không có là siết hơn nữa đó. Nó nguy hiểm lắm. Bắt tay có nhiều anh cái có, bị... anh có thấy, ok, cái này nó xảy ra nhiều. Cái này okay. Là anh coi thấy nhiều lần vì cái bắt tay. Sau một trận đấu football, khi trận đấu kết thúc, okay, hai ông huấn luyện viên, đúng không? Hai ông coach, head coach chạy tới bắt tay nha. Okay. Bắt tay giao hữu. À, đúng rồi. Có những trận anh thấy người ta đưa tay ra bắt mà mặt quay hướng khác. Đúng rồi. Rồi, chưa hết. Ông kia ông tức quá, sao ông bóp cái tay đau quá. À, ông nọ không chạy theo. Gây lộn. À, đúng không? Nên là cái chuyện đó đâu có gì. Đúng. Nhưng mà cho nên tôi nghĩ nên bỏ cái trò bắt tay. Tôi ủng hộ cái nhận xét của, dạ, của bác sĩ Anthony Fauci. Tức là bây giờ anh đề nghị bác gì? Bác chân phải không? Khèo khèo của chó, ok. Thì ông nói là sao cái dịch bệnh coronavirus thì có những cái nó sẽ thay đổi. Thì không biết là quý vị cảm thấy là sao cái khi mà một cái trận đại dịch như vậy thì ông nói là cái cuộc sống chúng ta không thể trở lại bình thường như trước đây được nữa. Thì mình sẽ thấy có những cái thay đổi như thế nào theo như quý vị nghĩ. Mình thấy là nó có trở lại được bình thường vài không? Một thời gian ngắn rồi họ cũng đâu vào đó thôi, cũng không có gì. Tôi đồng ý với mà cái điều anh Kevin nói. Người Mỹ hay có một cái câu đó, dân Mỹ dễ quên lắm. 9/11 là cái thí dụ điển hình. Lúc đó là sẽ thay đổi, xã hội nước Mỹ sẽ thay đổi. Một cái cú đánh kinh khủng như vậy. Chưa tới 10 năm, trở lại bình thường. Cái tâm lý xã hội mau quên lắm. Đã. Anh, không có cái gì có thể thay đổi trong một ngày. Đã. Mà cũng không có cái... À, và cũng trong một ngày cũng không thể thay đổi được. Đúng rồi. Đúng, đúng không? Đúng. Sao?
bình thường. Bản tính khó dời. Nó sẽ phôi phai, phai nhạt theo thời gian. Và với điều kiện mọi chuyện trở lại bình thường. Bình thường ở đây tôi không nói về cái tác động tâm lý. Bình thường ở đây là cái sinh hoạt xã hội, cái guồng máy kinh tế. Cho nên nếu mà bác sĩ nói rằng bỏ cái thói bắt tay đi, thì cái đó là một cái chuyện không bình thường. Một cái thói quen có từ ngàn xưa tới ngàn nay, phải không chú Hoàng? Mà đùng một cái. Sao cười? Tôi nhớ khán thính giả của quán cà phê. Okay. Không. Đùng một cái bắt người ta bỏ chỉ vì cái con virus Vũ Hán. Đâu có được. Đâu có được. Đâu có được. Cái đó là mình đang mà cũng như là thần thánh quá con thái. Đúng. Và vài đó đó. Đúng rồi. Không quan trọng. Bây không giờ anh cứ thấy nè. Trong cái cuộc sống nè. Là một cái này nè. Mà người ta cũng không thay đổi nè. Ok. Cái mà bị bồ đá đó. Là nó đau. Đúng không? Lúc nào cũng là hẳn lắm. Nên là thề là lần sau là không để không tái phạm, đúng không? Ừ. Nhưng mà có những người rồi bị đá mấy chục lần đó. Đúng rồi. Vẫn bên lần sau đó vài bữa rồi quên. Đúng rồi. Sao nghe em quen gì? Cái kiểu đó. Anh nói em hả? Nên... Con người bị coi như là có tật giật mình. Thì đúng rồi. Con người ta nó hay lắm, hay có tật giật mình, người ta nói cái chuyện gì ở đâu đâu đó, tự nhiên cái mình nghĩ người ta nói mình nhột. Vậy thôi bữa nay khai luôn, nó bị mấy chục. Nó nói rồi, ngay từ đầu là mình nói là không có đánh tội gì mà khai. Okay. Không có việc gì phải khai hết á. Thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560. Hoặc là trên Facebook thì quý vị có thể để những cái comment ở phía bên dưới để tham gia câu chuyện chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Số điện thoại một lần nữa 713-931-1560. Tường Minh biết có rất là nhiều những quý vị theo dõi chương trình Cà Phê Sáng, nhưng mà thường nghe không có gọi, hoặc là gọi sao gọi cho Mr. Kevin cầm lên, tại sao nó nói như vậy. Nhưng mà trong cái chương trình này chúng tôi mở ra hai luồng dư luận. Một trong những cái dạy nhất lúc mà làm lô tô trước đây đó, hướng dẫn á, cái xong rồi tự nhiên á mình đưa số phone của mình để mình giải thích. À, từ đó mọi người biết cái số phone mình cứ text message gọi phone được không? Nhưng mà cái chương trình mở hai luồng dư luận, người ta đang tranh luận với nhau, thì quý vị không có đồng ý với cái dư luận này, không đồng ý với cái dư luận kia, cứ việc gọi vô 713-931-1560. Không ý kiến ý còi gì hết, mà chỉ gọi vô hoặc là email vô sau thôi là sao, không hiểu. Messenger trên Facebook nữa. Làm sao chúng mà tôi, trả lời hết chúng được. Tôi rất là mở đường like cho quý vị có ý kiến. Nên là các bác nè, các chú nè, các cô nè, các anh, các chị gì đó, kể cả các em mà muốn cầm len gì á, bất cứ chương trình này cứ gọi vô Việt TV là tốt nhất. Tự nhiên tại sao phải Messenger, Facebook mình nói là inbox, dân chủ đó. Cái tinh thần dân chủ là cần mà trả lời sao nổi. Minh bạch. Mà không trả lời á, đó quay tại sao có nhiều lúc mà 2-3 giờ đêm á, mới trả lời là tự nhiên không có nhớ. Transparency. Nhưng mà thí dụ như là anh Vũ Kiểm cái ngày đó, anh Vũ Kiểm đang nói về cái ý kiến như vậy. Trong chương trình mở đường live ra không có gọi vô phản bác lại anh Vũ Kiểm để cho anh Vũ Kiểm. Quý vị khán thính giả phải tự tin lên. Không, tôi không dám khuyên. Cứ thoải mái góp ý, tôi ghi nhận đúng sai, tôi chịu trách nhiệm, tôi ghi nhận. Bảo đảm không lẫy, không giận, không bực bội, không tức tối. Nhưng chỉ mà cái thôi. Không. Cái tranh luận, tí như tôi với lại cô hàng cà phê đó, cái cường độ của cái đối thoại đôi khi nó cũng phải tăng chậm, giống như volume hát là lúc hát nhỏ chứ không có, nó đơn điệu lắm. Thì cái câu chuyện nó mới dồn dập, nó mới sinh khí chứ. Anh nói như vậy thì ít bữa nữa quý vị mà gọi vô cầm len hay email cầm len anh đừng chạy kiếm Kevin nha. Bữa trước anh chạy kiếm cầm len mấy là anh nói tại sao có nhiều người cầm len anh tôi quá. Tôi khỏi cần kiếm, tôi đi về là thấy nhận thư email từ ban giám đốc xuống rồi. Hôm nay là Việt Info đây, Troublemaker Vũ Kiểm bị gì đây rồi, bảo đảm. Chạy trời không gọi nắng. Trong cái cuộc tranh luận thì có ý kiến này ý kiến kia. Đúng không rồi. không nói đâu im im ngồi nghe tôi. Không minh bạch, tức là chúng thì tôi cũng lòng. Thể à, tức là cái chuyện thực là cũng đóng góp cho cái chương trình nó sống động, cái đó là cái mục đích chính. Nhân vô thập toàn, anh phàm đã làm người ai mình không bạch. Có cái mistake anh thì không? Anh muốn minh bạch, nhưng mà các cụ nói là nước sạch quá cá không sống. Anh nói đó nha. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ. Dạ hai chị.
chào cô em với hai cậu em nha. Dạ, chào cô. Trường vui mà mình thấy mình ở Georgia. Dạ. Thấy anh Vũ Kiệm nói, mình thấy anh Vũ Kiệm nói như vậy nè. Không, tôi không muốn bắt tay, còn mình á thì mình vẫn phải muốn giữ cái bắt tay. Là vì sao? Cái tâm lý học ngày xưa đó họ nói như vậy nè. Cái bắt tay là một cái tình cảm níu kéo. À. Trời ơi, tưởng tượng chứ bây giờ ngày xưa mình bị một người hôn tay, mà một cái ông đó rất là xa lạ, một ông chủ, một dealer xe, mà dân nó có vẻ là dân Tây lắm, mà hôn tay trời ơi, mình chắc không thể tưởng được. Mà nói tại sao Ly không bắt tay, mà Ly lại hôn tay. Mình thấy nên giữ cái bắt tay, vì đối với mình, cái bắt tay là một cái tình cảm níu kéo. Nhưng mà tại vì ông nói là sau dịch bệnh này đó, mà người ta không có bắt tay nữa, người ta sợ lây bệnh đó thưa cô. À, theo nhưng mà đó không thì ông nói theo ý của mình như vậy. Thì cái bắt tay nó dễ thương lắm. Giờ mình gặp nhau đây là đó là bông súa. Ví dụ là khi phải bắt tay thì ông đứng để hai cái tay chơi như thế. Mình nghĩ theo ý của mình. Theo ý của mình. Theo ý của mình thì mình vẫn thích giữ. Và để cho con người ta là nó giữ cái vệ sinh sạch sẽ cái tay luôn á. Tôi tưởng tượng lại bây giờ gặp thọc hại. Đàn ông thì thọc hai tay vô túi quần à. Ờ. Đi đâu vậy? Hay là sao? Uh-huh. Theo ý vậy. À. Ok. Dạ. Yeah. Rồi. Như vậy thôi. Tại vì tại luôn. Mới nghĩ cái bắt tay là một cái tình cảm níu kéo. Dạ. Phá sạch. Ok. Dạ. Yeah. Cô thích bắt tay đúng không? Bắt tay thì cô ok. À, nhưng mà hôn tay thì cổ tức giận. Không ok. Sao kỳ vậy ta? Nghe ra thì ok nhưng mà đụng vô cái là ê cô liền đó. Đâu cần thọc tay cho túi đâu chị. Có nhiều cách để mà giơ tay high five hoặc là đó đủ các thứ hết. Chứ đâu cần gặp nhau mặt được hàng được dựa đứng là thọc tay trong túi quần đứng nghiêm chỉnh như vậy đâu. Đang ông với nhau chị gặp cứ tưởng mường tượng ra cái cảnh đó coi thấy nó cũng khôi hài lắm. Không, nhưng mà anh Vũ Kiệm, đàn ông với nhau theo mà đề nghị đó cũng ok. Tức là đàn ông với nhau gặp nhau thì có thể bắt tay. Đã. Nhưng mà gặp mấy cô thì chỉ ôm hất thôi. Đúng rồi. Có lý đó. À. Dạ. Không, mình thấy nếu mà bỏ một cái tập tục đó thì thấy nó uổng đi. À, nó uổng đi. Tại vì cái bắt tay là nó dễ thương lắm. Theo ý của mình như vậy đó. Yeah. Hai mà người nếu, mà gặp nhau nếu, đó cô, sao? Mà nếu mà không có bắt tay nó nhạt giống như nước ốc rồi. Nếu như vậy bắt tay thì phải ôm mà hay sao? Không hất thôi cô nói ôm nó đi xa quá. Thế dịch ra tiếng Việt chứ. Hôn tay đó là cổ đã bực mình rồi mà ôm làm sao cổ chịu nổi được. Phải nói ôm là ôm chứ tự nhiên nó đang nửa nạt nửa mở vừa đang tiếng Việt và đang tiếng Mỹ nữa. Không, hai cái đó khác nhau. Nó ô thằng đó nó ôm vợ mày là khác mà nó hất là khác, hai cái đó khác nhau nên mà bảo nổ hai cái đó khác nhau nhiều. Nói tôi mới nghe có cái gì đây mà tới giờ quảng cáo rồi. Cảm ơn cô nha. Tôi được đổi tên phải không cô? Khám, đâu có ai đổi tên cho anh đâu. Okay. Anh chờ đi. Sau này là mỗi người cứ có thói quen là đeo một cái hand sanitizer ở trong tay. Đó, rửa tay thì thói quen rửa tay đó. Rửa tay sơ trước khi bắt tay. Rồi đụng cái gì đó là người ta cũng nói anh rửa tay chưa. Và cũng sẽ đẻ ra vô số những cái mẫu chuyện khôi hài. Không biết không? Là cái thói quen giữ cách xa 6 feet đó có còn không? Khi mà dỡ bỏ lệnh thì đâu còn. Thì nhưng mà quen rồi, bây giờ em thấy anh là em đứng nhưng xa xa đó. Mà cái vụ mà nói là bỏ cái thói quen, mà ông Fauci mà ông nói bỏ thói quen đó quay, ông Trump ông bực, nên là ông đang có ý định là cho ông này sa thải ông này đó. Đúng rồi. không muốn bỏ cái vụ bắt tay phải không? Dạ. Yeah. Không có. Hai cái đó khác nhau, về có khán thính giả nào. Dạ vâng, chúng tôi mời một khán giả trên đường dây. Dạ. Hello, xin nói phải tôi không ạ? Dạ thưa đúng rồi thưa chú. Dạ vâng, xin chào quý vị trên đài. Tôi có ý kiến về ví dụ mà bắt tay đó. Dạ.
tôi nghĩ rằng là ông bác sĩ này ông ấy không còn cái gì làm nữa, cho nên ông ấy xít cái bị ông cho mong đuổi bao nhiêu lượt rồi. Nhưng các lượt trước ông ấy làm thì đúng, bởi vì cái luật, thế nhưng cái luật bắt tay này thì ông ấy ra không có đúng lúc, là bởi vì là cái vai luật bây giờ đó, đến người ta còn phải đứng xa ra chứ không nói chuyện gì bắt tay nữa thì nó lây. Thế nhưng còn cái chuyện bắt tay nó là nó có từ xưa đến giờ rồi, nó là một cái phép lịch sự. Mà từ xưa giờ bắt tay nó đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu. Mà bây giờ ông đề nghị rằng là bỏ, sau cái vụ này thì bỏ cái bắt tay đi để chào theo cái kiểu như là cúi gầm người xuống đó. Giống như là ông Obama, ông hồi xưa ông sang Nhật là ông chào ông vua mà ông cúi xuống. Được, ông ấy lại ông vua đó. Thì đó như tôi thấy cái đó là mà ông vô công rồi nhờ ông ấy. Ông ấy ra một cái ông muốn nổi tiếng hay sao đâu. Cái bắt tay ông bác sĩ Anthony đâu có nói đâu cái chi tiết rồi như bác. Và dạ. Bác, còn cái chuyện mà cái cách chào, cái phép, coi như cái protocol ngoại giao của một tổng thống như là tổng thống Obama qua gặp vua Nhật thì phải chào bằng cung cách đó. Giống như ông Trump qua bên kia và gặp vương quốc của Saudi Arabia cũng đứng, chứ không bắt tay như kiểu mà Tây Phương hay cái nó khác. Còn ông Fauci đó, ông nói ông đề nghị là bỏ bắt tay chứ ông không có nói là phải đứng khúm núm mà chào nhau. Giờ bây giờ khấu đầu, giờ bắt thử tưởng tượng Vũ Kiểm khấu đầu với lại cô hàng cà phê Tường Minh, ai coi, đúng không? Ai coi, lúc đó là thành Nhật hết rồi. Nhật đứng gặp nhau cái là ôi à sản, không bắt tay gì hết, đúng chưa? Yeah. À, bác, cháu có góp ý nhỏ vậy thôi, bác thấy làm sao? Mời bác tiếp tục, nếu không thì mời thính giả kế tiếp. Muốn nói là chào quân bắt tay thì bây giờ bỏ bắt tay để chào theo cái kiểu là như vậy đó. Ngoài ra đâu có còn cái ông không nói là chào theo kiểu nào hết bác. Ông ngừng ở đó. Uh-huh. Dạ vâng. Ông chỉ đưa ra cái giả thiết là ông chỉ đề nghị, dạ, ông chỉ đề nghị vậy thôi bác. Dạ, dạ. Dạ. Ông đề nghị bỏ bắt tay thì chẳng những là ngăn được coronavirus mà ông nói là cái bệnh flu đó cũng sẽ giảm đi. Đúng rồi. Tức là có cái sự chung đụng á là dạ, phiền lắm. Take two to tango. Đúng không? Đó. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn bác nha. Nhưng dạ, chúc bác nhiều sức khỏe. Nhưng mà nếu vậy đó, nếu mà sợ cái đó thì mình đợi cái mùa đó mình tạm ngưng thôi, chứ mình đâu có cần những mùa khác, ok chứ. Anh còn tiếc nuối cái vòng tay ô và cái bắt tay ve vuốt à. Không, cũng tốt đó, nam nữ thọ thọ bất thân. Khỏi lấy cớ. Coi như là trở lại thời phong kiến ha anh. Không, mấy cô thì em không quan tâm, ví dụ đó. Nè anh Vũ Kiểm khỏi phải lo cái đó, cô Tường Minh cô lo xa thôi chứ còn không, mấy cô thì không hề bắt tay bao giờ. Cái đó tốt, không hề bắt tay bao giờ chứ ôm thôi. Ôm, bá vai bá cổ. Dạ. Đó. Anh Vũ Kiểm em cũng giống như ông Fauci, em chỉ nói là mấy cô không hề bắt tay bao giờ. Còn cái chuyện mà cái kia đó là cổ tự nhiên cổ gấp chữ cổ bỏ đúng vô rồi. Miệng em. Diễn giải theo ý của mình. Cái đó là suy ra, suy ra. Cô được quyền diễn giải theo ý của cô, nhưng đừng có diễn giải mà theo cái ý xuyên tạc. Không, tức là tôi bị đó nhiều, tôi sợ lắm. Người ta nói câu này thì diễn ra thành cái câu khác đúng không? Dạ, từ đúng cái rồi. Câu đó mà suy diễn ra tùm lum hết. À, mời một thính giả trên đường dây. Alo. Dạ, xin chào. Alo. À, chào anh chị và chào anh chị. Mình cùng là tên Tony Hồ ở tiểu bang Florida đó. Dạ. Ngày hôm nay mình gọi vô á, mình cũng rất là vui là ngày hôm nay mình gọi là băng tiền là băng đã cho mình biết là số tiền 1.200 đã bỏ vào cái nhà băng của mình của sở IARS và cái ngày thứ tư này á là 15 nó sẽ vô nhà băng của mình chính thức. Ngày hôm nay nó đã bị ghép để vô giúp vô đây cho nhà băng của mình rồi. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Vậy là anh có tiền để sáng nay mua cà phê rồi. Dạ. Chưa có tiền, nó mới bỏ vô đây mà ngày băng giữa cái ngày 15 tây tháng 4, 15 tây ngày thứ tư mới vô. Đang process, đang process. Thứ 6 vừa rồi là mình đã nhận chắc rồi đó nè. Dạ, cái gì đó mà mình được tất cả là 2.200, tại vì có hai đứa con nữa nên được 2.200. Vậy là anh là single daddy á hả? Dạ, dạ, không có, có bà xã, mà bà xã bác khai duyên. Mình khai riêng hai đứa, còn bác thì một mình. Rồi bây giờ mình cũng xin tiền thất nghiệp thì chính phủ cũng đã nhận cái đơn approve cho mình cái tiền thất nghiệp.
nhưng mình cứ chờ đợi cái tiền thất nghiệp với cái tiền của tiểu bang lôi đa tiền mà bên ngoài tiểu bang á, nhưng mà chờ đợi thôi. Rồi dạ. Rồi, rất cảm là cảm ơn anh. Cảm ơn anh, báo tin vui. Trở lại với cái cà phê sáng thì anh nghĩ như thế nào? Nhờ anh chị báo cho những người, những cái cơ họ hay là những cái tiểu bang khác, họ rất là vui mừng, đừng có hoang mang làm số tiền đó sẽ không vô, có người họ nói. Đâu cần phải thông dịch lại nữa đâu, anh nói lên là mọi người nghe hết rồi. Dạ. À, vậy hả? Cảm ơn anh ơi. Dạ. Dạ, ok, cảm ơn anh. Ok anh, dạ, chúc mừng anh. Rồi. Dạ. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Alo, Hoạch, chú Hoạch Tương hả chị? Dạ đúng dạ, rồi. Phải. Dạ, chào hai, chào ba vị trên đài. Dạ. Dạ, tôi có sự suy nghĩ như vậy. Cái vấn đề này đó, nó giống như là một trang lịch sử. Nó sẽ đổi qua một tờ giấy mới. Giống như là Việt Nam mình năm 1975 giải phóng miền Nam. Anh dùng từ giải phóng đó, đúng rồi. Giải phóng là không đúng rồi nha. Anh phải coi lại cái. Dạ. Yeah. Không. Nó không đúng với lại thế giới, nhưng mà đúng với Việt Nam của mình. Không đúng. Nè. Ok, dạ. Rồi thôi cho em cảm ơn anh ở chỗ này nha. Ok, chào anh. Mời một thính giả tiếp theo. Hello. Dạ xin chào. Dạ. Chào quý vị trên đài, good morning. Dạ. Cô nói chuyện này là hơi có tính cách vui một tí nha. Dạ. Là khi đó cái dịch mà virus Vũ Hán nó chưa có tới nước Mỹ. Như vậy là khi bà Pelosi giơ tay ra, tại sao ông Trump lại từ chối? Hay là ông biết là bà đã có cái virus trên cái bàn tay bà mà ông không ra bắt? Đây là cô hỏi đùa thôi nhá. Dạ. Okay. Vậy cô cho Vũ Kiệp hỏi đùa cô không cô? Chú lúc đó chú giơ tay cô cũng đâu có bắt đâu. Oh no. Tại vì cô với chú cô cách ly rất là lâu cho rồi. Cô biết là cô thích. Tại vì nhớ là năm nay cô 80. Dạ vâng. Cháu phải nhớ là cô với chú gần như là không bao giờ bắt tay hết. Dạ. Thôi khi nói chuyện riêng tư của cô chú không hỏi. Bây giờ cho Vũ Kiệm hỏi thật ngắn này. Trong những cái loài thú vật đó, cô thích con thú nào? Tí như hồi trẻ cô có thú nhồi bông giống thôi, con búp bê, cô thích con lừa hay con voi? Con thú nào hết. Bởi vì cô thích con lừa hay con voi? Không có thích nghe nó. Ai hỏi người ta theo đạo phái nào làm gì? Nhất là khi mà nó chết đi đó thì mình thương nó lắm. Dạ. Đây mình sẽ khóc, tại đây cô không bao giờ cô nuôi thú okay. Hết. Rồi, cái lúc mà từ chối bắt tay đó đó là cái và ông Trump quay đi không bắt. Yeah. À, lúc đó chưa vậy, có dịch ý cô. Nghĩa đó là sao? Ông biết trước rồi. À, ông biết trước đó, rồi. Ông bực mình bà Pelosi thiệt. Con corona này rồi. Trước khi mà con corona này đến nước Mỹ. Dạ. Cô chỉ hỏi đùa như vậy thôi. Dạ vâng. Yeah. Không có. Không rồi. Hai cái chuyện nó không liên quan cô ơi. Dạ. Cái này là cô hỏi đùa mà. Dạ. Ok, đùa cô biết là không dám bàn ở đây. Ok. Nhưng mà cô cũng mang chính trị chính em lên làn sóng. Cô nói được sao Vũ Kiệm nói thì bị người ta ngắt lời. Đời bất công. Thì mình cũng đùa lại là lúc đó là có tin tình báo. Biết rồi, biết trước chuyện này rồi. Cảm ơn cô. Bye cô. Mời một thính giả trên đường dây. Chúng tôi mời một thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, chào chị. Dạ, em muốn hỏi về cái đơn thất nghiệp của em ở sống ở Florida chị. Dạ, chị ơi, 11 giờ chị gọi vô lại nha. 12 giờ của chị á, 12 giờ Florida chị gọi giờ vô đó nha. Còn giờ này không có ai trả lời, không biết giờ ai lại trả lời. Dạ. 12 giờ theo giờ Florida nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, theo số này luôn phải không anh? Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Mời một thính giả tiếp theo. Chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo. Alo, có phải tôi không? Dạ phải cô. Dạ, kính chào quý vị thính giả trên đài, kính chào ba người trẻ. Dạ. Cái câu chuyện mà bắt tay đó cho cô một chút ý kiến nha. Dạ. Ngày xưa đó khi mình sang Hoa Kỳ á, thì mình bắt tay, nhưng mà ở Việt Nam thì chắp tay cúi đầu, phải không? Cái đó thì mình thấy hay hơn. Mà hiện bây giờ đó, cô biết ở trên New York này có rất là nhiều người Mỹ họ kỳ thị người Trung Quốc mà họ không biết mình người Trung Hoa hay người Việt Nam.
tốt hơn là chắp tay cúi đầu. Hồi trước giờ cô hãy gặp mấy người lớn tuổi người Mỹ cô chắp tay cúi đầu thì nhiều người họ hỏi cô, cô nói cái này là cái phong tục người Việt Nam là cúi đầu là chào quý ông. Thì bây giờ mình cứ làm vậy đi, đừng thèm bắt tay. À bây giờ con virus Vũ Hán là nó mạnh quá đi, thì mình chắp tay cúi đầu thì người ta nhìn, người ta biết mình người Việt Nam. Người Tàu họ không có, không có chắp tay cúi đầu như mình. Thì cái đó cô cho chút ý kiến cho quý vị vui vui thôi. Kính chào quý vị và xin cảm ơn. Rất là cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà chắp chắp tay cúi đầu mà nhìn Việt Nam là phải khoanh tay. Tay cúi đầu thì cái đó nó ấy quá, khúm núm quá. Nhìn cái hình ảnh đó cũng thấy nó hèn hèn sao. Cúi đầu chào là cái chuyện bình thường của mình mà tại sao hèn? Cái đó là cho người lớn thôi, người ta người Việt của mình trước đây có người nhỏ cúi đầu chào người lớn là chuyện bình thường. Lão đắc thọ thôi, cho những ông bà thôi. Trong phạm vi gia tộc họ hàng đúng. Yes. Bây giờ cô tưởng tượng coi, cô Tường Minh, quý vị tưởng tượng coi. Đứng trước mặt Vũ Kiệm mà đứng ra, Tường Minh chào anh Vũ Kiệm ạ. Anh thích quá, chứ anh thích quá, nhìn nó lại thấy anh thích quá. Không, nhưng không thích anh phải mà. Nói đúng, cho nó cầm lít đó là phải, em chào anh à. Không những nhìn nó không ra đâu vào đâu, không phải lỗi. Sao không phải anh Cường. Cái đó là cái phong tục của Việt Nam của mình, bây giờ Việt Nam cũng còn gặp anh Vũ Kiệm, anh khoanh tay dạ em chào anh Vũ Kiệm mới đến ạ. Không phải lỗi. Tại sao không phải lỗi? Rồi từ hồi xưa giờ những người mà có giáo dục ông bà cha mẹ dạy chúng ta là gặp người lớn là khoanh tay cúi đầu chào. Chào bác mới tới, chào anh mới tới, chào chị mới tới. Tại sao mà vậy? À thấy có người lạ đến nhà đó, có thấy người lạ đến nhà đó thì chào khoanh tay lại chào như vậy. Nhưng mà khi mà người ta về đó thì mỗi khi mà ông chồng muốn nói gì phải giơ tay xin ý xin phát biểu đơn giản thì bởi chuyện đó là chuyện riêng vợ chồng. Đi sâu vào làm gì, đề tài đó sẽ được khai thác trong một dịp cà phê khác. Bây giờ mời thính giả kế tiếp. Mời một thính giả trên đường dây. Alo. Dạ chào chị. Dạ xin chào các thính giả. Nãy giờ tôi cũng có nghe nhiều ý kiến nhưng mà tôi thì tôi thường hay áp dụng như vậy là cái ví dụ như mình đến ví dụ mình gặp người đó rồi, ví dụ mình đến nhà người đó mình dự tiệc thì tôi hay làm vậy. Đến nhà người đó dự tiệc thì ví dụ mình bước vô cửa rồi sau khi mang áo rồi mà chủ nhà người ta đứng đằng cách xa xa mình lấy tay mình khóc khóc vậy là cũng là sơ hay, là cũng quá hay rồi. Tại sao phải bắt tay hoặc là chắp tay xá xá thì tôi thấy xá xá ông cứ suy ra hay hơn. Dạ nên ngừa cái dịch này mình đứng ra xa mà nó hãy che hello vậy cũng là quá lịch sự rồi. Không, thường thường thực ra là nếu mà gọi là bắt tay thường thường là xảy ra ngoài công sở, ngoài giao tiếp ở ngoài nhiều hơn là cái đến tới nhà. Tới nhà khi mà chị tới nhà một cái người nào đó thường thường là quen thì chỉ chập tới hello là xong thôi chứ đâu có đi vô bắt tay đâu chị. Bây giờ cái đó cũng hiếm lắm, giả sử như bạn bè này nọ đi tới nhà nhậu mà mỗi cái lần bắt tay hoài rửa tay chị sao nổi. Cái anh gọi là anh đến bắt tay hay là anh ra về anh cũng bắt tay thì tôi nghĩ thôi bây giờ mình cứ lấy đứng ra xa mình phải phẩy về là cũng mình quá lịch sự. Không, cái đó giới phân tích đó khi mà bác sĩ Anthony Fauci đưa ra cái nhận định đó đó thì họ đã nói ngay lập tức không cần thiết và cái đó là irrelevant, bỏ cái chuyện bắt tay chứ ông không nói xá xá. Nhưng mà người ta nói thêm một cái câu này, họ sẽ consider, sẽ cân nhắc cái mà giống như ở những nhà thờ hoặc là những cái nơi mà tôn giáo đó trung đụng thì nên cần nghĩ lại. Chứ còn cái biện pháp xã giao hàng ngày bắt tay đó thì cái chuyện đó irrelevant, không cần thiết. Nhưng mà trong cái môi trường mà 1,000 tín hữu đi tham dự một cái buổi lễ hoặc là đi cầu kinh thì cái chuyện mà khoảng cách đó, đặc biệt là trong cái mùa cúm, tức là cái mùa mà cái con virus đó nó bắt đầu nó có áp phê đó, thì cũng nên cẩn thận. Thì ý của ông là như vậy, không có gì sai hết cả. Còn cái chuyện mà bắt tay bình thường xã giao đó là không cần thiết, không nhất thiết. Dạ, đúng rồi. Dạ, chứ không phải là đứng xá xá đâu chị. Không phải xá anh Kiểm, không phải xá xá. Là mình lấy tay mình khỏe khỏe này là cũng như mình chào, như mình bay vậy đó. Nhưng mà như hoa hậu vậy đó. Có người khó tính nó là bất lịch sự chị ơi, cho nên không làm gì hết. Nhưng mà em nghĩ đi tới nhà thì không có cái chuyện đó đâu, cái đó hiếm lắm.
Em đùa với chị thôi chị. Còn bye bye là thường thường là người ta chẳng hạn như là đưa cái người đó ra phi trường, chẳng hạn người đứng ở trong security, người đứng ngoài thì giơ tay rồi bye bye. Chứ còn bình thường thì ở ngay chỗ trong nhà chị cũng đâu phải giơ tay bye bye, chị nói bye thôi là đủ rồi. Đúng. Không phải bye bye, cũng như mình có hiện diện tới rồi hoặc là mình chuẩn bị ra về vậy thôi. Dạ. Chào nhưng nha, mà cũng, chào cũng nha. Nhưng mà cũng không giơ tay đâu, em nghĩ cái chuyện đó cũng hiếm đó. Tôi nói, tôi tới thường rồi, là người ta giơ tay khi nào mà người ta họ nghĩ là ở một cái khoảng cách xa mà người kia nói có thể người kia không nghe, họ giơ tay lên xích đồ đề nọ để bay chứ em không gặp nghĩ anh nhiều kiếm hai anh nhiều kiếm nha. Señorada, Aligato. Rồi cảm ơn chị. Trong đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi đang đưa ra là sau cái dịch coronavirus thì chúng ta có thể có những cái cuộc sống bình thường, nó có những cái thay đổi, cũng có nhiều những vị thính giả đang comment ở trên Facebook về cái vấn đề này. Anh Lê Trung Đỗ nói là bỏ đi truyền thống bắt tay thì rất là tiếc, nhưng vì sức khỏe nên tạm thời miễn bắt tay cũng tốt. Cũng như là Ngọc Nguyên thì nói là giơ tay lên nói xin chào là good rồi. Nếu ai muốn bắt tay thì kêu thông cảm chờ chút để đi lấy bao tay khẩu trang đeo vô rồi bắt tay nhé. Tina Trần chào cà phê sáng. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, mình sẽ có những thay đổi để cuộc sống tốt hơn. Còn về việc bắt tay thì đó là một văn hóa phương Tây tốt thì không nên bỏ chỉ vì con virus Vũ Hán này. Chúc anh chị Vương vui vẻ bình an. Sau Hà Trang, sau dịch nếu bỏ bắt tay thì nên cà mũi chắc hay hơn nhiều. Những ai chưa có người yêu bó hai tay lại làm liều thử xem. Cà mũi. Anh này mơ hơi xa. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ xin chào. Chào cô. Dạ, dạ chào cô phê sáng. Tôi ở đây lần cái kiến như thế này. Bây giờ nếu mà cái vấn đề mà cái chứng bệnh virus này thì tôi nghĩ bỏ bắt tay cũng là tốt, bởi vì cái đó nó cũng nhiều khi mình đâu có biết nhiều cái bệnh, đủ thứ bệnh hết, khi bắt tay là mỗi lần rửa cũng mệt. Bây giờ mình chỉ gặp nhau mình chào mình nói ủa chị Tường Minh có khỏe không, hay là anh Vũ Kiểm có khỏe không, hello, hay là người Mỹ mình gặp hello mình cũng chào vậy thôi. Tôi thấy cái đó cũng là một cái tình cảm chứ đâu có cần phải bắt tay đâu. Hồi giờ chị bắt tay có ai mà... từ hồi giờ chị có hai bắt tay không? Không cần thiết. Dạ không mà... chị em chỉ hỏi chị là từ hồi giờ chị có hai bắt tay không? Có chứ, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ cái đó bỏ cũng là tốt, bởi vì mình thấy cái đó nó cũng sẽ bị ảnh hưởng lâu dài lắm đó. Cho nên ví dụ mình gặp nhau mình chào Vũ Kiểm anh có khỏe không, mình cúi đầu mình chào như vậy, tôi thấy đó là cái lịch sự mình dễ thương, chứ không có cái gì mà phải là cần quan trọng chuyện bắt tay. Anh Vũ Kiểm là anh chống cái vụ mà cúi đầu chào đó chị à. Chào thương thôi. Dạ. Thì anh chống đó là anh chống, nhưng mà với người ta thì người ta nhìn thấy cái lịch sự, ủa bây giờ anh gặp ô chị khỏe không thì đó. Dạ. Thì chỉ cần nói vậy là thấy vui rồi, chứ đúng rồi, nghe tiếng nói đâu. Là ok. Ủa, tay mà đi rửa là thấy mày quá rồi, đúng không? Từ giờ chị bắt tay chị đi rửa không mà à? Chưa kể bắt tay phụ nữ rất nhiều là, cô. Mình thấy là, tự nhiên cái chị này chỉ gặp mình chỉ bắt tay chỉ chào chỉ rửa mình lại là mình thấy mất lịch sự rồi. Dạ. Mình ngượng mình biết anh ảnh có bị không? Nhiều khi chị này có bị không? Mình sợ cái người của mình, cái tư tưởng của mình nó cũng ảnh hưởng ghê lắm, cho nên tôi thấy là mình gặp nhau mình cứ mình chào cũng được. Trước giờ đâu có ai mà lo gì đâu, nên người ta vẫn bắt tay thôi chứ có gì đâu chị. Nhưng mà bây giờ là nó sẽ bị ảnh hưởng. Trước không không chị sao, cái một thời gian người ta ngắn cũng còn thôi sợ. Em dạ. Nói với chị nè, nhiều lắm á, nếu mà cái bệnh dạ này mà nó không có kéo dài nữa đó, một thời gian ngắn nữa người ta cũng quen thôi. Hồi kia đó khi mà sau 911 chị lên máy bay á, mà chị đi chị cũng sợ, chị nhìn qua chị nhìn tới, nhưng mà sao là chị quen dần, chị cũng đâu có sợ nữa đâu. Không, cái này á là cái 911 nó không bằng cái này là mấy cái sợ nhiều hơn. Tôi nghĩ cái này cái lớp sau này sao chứ tôi nghĩ là bây giờ từ đây tới đó là bị ảnh hưởng nhiều lắm, bị tư tưởng nhiều lắm. Bây giờ ví dụ tôi ra tôi gặp cái người đó mà tự nhiên cái
thấy ho là thấy đi chạy rồi. Đi tới tôi cũng cho họ cái gì, tôi lo tôi kêu chỗ cửa tôi cũng lo tôi đi chứ tôi cũng dám nữa. Tại vì mình sợ mà mình thấy người ta vậy mình cũng thấy sợ chứ, đúng không? Đó là tôi. Khi cái dịch bệnh nó ra qua hết rồi thì đâu có gì đâu sợ chị. Ví dụ như chị Trừng Minh đang bữa kiểm là Trừng Minh cũng muốn khỏe không Trừng Minh, thế vậy là thấy vui rồi, vậy là mặt cười tươi vui vẻ là thấy vui rồi. Chị ơi, đôi khi mà chị nghe người ta nói là khác, còn cái người ta họ muốn là khác, chị ơi, hai cái đó khác nhau. Thì cái đó là người ta muốn thì người ta ráng người ta chịu. Dạ. Mình nghĩ người nào không muốn thì mình nên tránh là tốt hơn. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Gặp nhau giống như Việt Nam hồi xưa, gặp nhau Việt Nam làm gì có cái vụ bắt tay đâu, sau này mấy phương Tây du nhập rồi mới bắt tay đúng không? Việt Nam gặp nhau gật đầu nhẹ chào chứ không phải gật nhẹ đầu chào là được rồi, chứ đâu phải giống như anh Vũ Kiểm dưỡng dịch là khoan tay cúi đầu xuống mà chào đâu. Dạ. Tay đồ cái gì đâu mà quá thảm mình đi với mình gặp. Ủa cần nói hả? Em tưởng nó chị đi rồi. Dạ cảm ơn chị. Tay nữa cũng không ấy. Dạ cúi đầu nhẹ chào là được rồi đúng không? Cảm ơn chị nha. Mời một khán giả tiếp theo. Hello. Dạ xin chào. Dạ xin chào ba vị xướng ngôn viên của Cà Phê Sáng. Tôi được nghe nhận thứ sáng này thì có vài khán giả gửi vô đóng góp. Tôi gọi từ Boston. Dạ. Thì tôi cũng xin đóng góp để người Mỹ phân biệt người Việt, người Tàu, người Nhật, người Đà Hồng. Thì Việt Nam chúng ta sau khi tị nạn Cộng sản thì qua đây là có cái chương trình là cũng như là Việt Nam Cộng hòa. Thì nếu đi ra đoạn mà của bị cái ảnh hưởng cũng như kỳ thị thì mỗi người mang mỗi cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa. Thì cũng như là mình biết là cũng như là người Mỹ họ cũng biết luôn. Nên từ chỗ đó tôi xin đóng góp cho buổi sáng hôm nay. Đó, bấy nhiêu đó. Dạ rồi, cảm ơn cái ý kiến đóng góp của anh. Dạ, chúng tôi mời một khán giả tiếp theo. Hello, chào chị. Dạ, chào anh. Dạ, xin lỗi phải tôi không chị? Dạ, đúng rồi đó ạ. Dạ, xin chào chị Trường Minh, anh Bữa Kiểm như là anh Kevin. Cách đây một tuần lễ tôi có đi vào trong văn phòng bác sĩ lớn của tôi là ông Dr. Bowman, ông ta là chuyên khoa về mắt đó. Thì trước khi tôi đi vô check up mắt của tôi thì cũng làm sanitizer đồ đầy đầu quá. Cũng thử nhiệt độ đầy đầu quá. Nhưng mà khi tôi đi vào tôi ngồi trong ghế tôi chờ đợi ông Dr. tôi vào á. Thì khi mà ông Dr. tôi ông vào, ông Dr. Bowman của ông vào đó, ông đưa bàn tay ra ông bắt tay tôi vào, ông chào C2 tôi có khỏe hay không. Thì tôi vẫn bắt tay ông ta bình thường, không có gì hết. Dạ. Yeah. Tại ông tôi để cái mình ra đầu không... ngoài rồi, ông biết rồi, anh biết, anh mới rửa tay rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà từ xưa giờ thì như vậy thôi, nhưng mà theo anh Bữa, ý kiến của anh Kevin, như là anh Bữa Kiểm cũng đúng á, với chị Trường Minh, một thời gian sau rồi nó cũng qua hết trơn là không có gì đâu, tại mình nhiều khi mình nói được mình làm không có được đâu. Yeah. Tại vì sau cái cơn virus Vũ Hán này đi qua rồi á, thì mọi chuyện đều mà lặn xuống rồi thì cái việc đó bắt tay tôi xin lỗi là không bao giờ một cái trường hợp để bỏ đâu được đâu. Khó bỏ lắm. Yeah. Anh ơi, ở nhà có nhiều chuyện quan trọng hơn nữa kìa. Hứa rồi vài bữa nó cũng quên à. Đúng chắc chắn luôn. Em anh Thế Đình nói rất là chính xác. Hứa rồi nó cũng đi qua thôi à. Hứa rồi nó cũng qua thôi à. Dạ vâng, dạ vâng chị. Nha. Không bao giờ nói mà làm được đâu. Okay. Không bao giờ nói làm được đâu. Em công nhận luôn đó. Dạ. Yeah. Yeah. Nói dễ lắm mà làm được đâu. Ai nói cũng được, nói dễ lắm nhưng mà làm không được đâu. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Chúng tôi thấy có chị En Lê nói là tiếp tục giữ khoảng cách đi vì mấy bà sai chồng đi chợ dùm thì sẽ an tâm hơn. Là sao? Trời ơi. Bây giờ an tâm tức là không bị lây thôi, tức là bắt chồng đi thí mạng cho mình đó phải không? Không. Bây giờ cứ giữ khoảng cách đi, 6 feet đi thì các bà mà có nhờ chồng mình đi chợ dùm á thì các bà sẽ an tâm hơn. Tức là chồng của những bà đó đó, tôi nói tất cả mọi bà, tức là mắt ngó liếc ngó liên đó phải không? Đúng không? Đi tìm vợ chợ đông cái gì? Có phải vậy không? Không phải. Không phải luôn. Đúng rồi, thì cũng như nhà đẻ bác, nói chung là cái gì mà nguy hiểm thì đẩy các ông đi. Trong thời đại dịch này mà còn nghi ngờ quá đáng. Anh thấy là đá quay á,
Tường Minh với check cái phone của ông xã thì mới thấy là có cái trong Facebook á để chữ COVID-19. Thấy lạ quá nên bấm phone gọi. Thì cuối cùng phone của Tường Minh ring. Nghi ngờ quá đã. Nên bà vợ là COVID-19 luôn. Đó, quý vị nghĩ sao về cái đề tài đó, cho ý kiến luôn đi. Chúng ta mời một thính giả trên đường dây và cách ly. Hello. Dạ, xin chào. Hello. Dạ, chào cà phê sáng. Theo tôi thì chuyện bắt tay hay không bắt tay thì trong cái thời gian này thì mình nên giữ khoảng cách thôi. Chứ còn chuyện bắt tay cũng không thành vấn đề. Sau này kìa chị, trong thời gian này thì mình giữ, mình không có bắt tay thì không nói. Đúng nhưng rồi. Mà sau khi mà dịch bệnh qua rồi đó thì có nên bỏ cái bắt tay không? Theo tôi thì cũng không cần thiết lắm. Tại vì thường hồi xưa giờ tôi mỗi lần mà tôi chào ai á thì đối với người nhỏ thì mình hai, còn đối với người lớn mình hello vậy thôi. Còn cái sự mà bắt tay đó là theo tôi thì thấy cũng tùy theo người. Khi nào họ thân mật lắm thì họ mới bắt tay mình, chứ cũng không có ai mà lợi mà bắt tay mình đâu. Nhưng mà tôi thấy hầu như người Mỹ á, mỗi lần mà họ lợi mới chuyện với mình á, thì họ hay là bắt tay giống như là cảnh cho nó thấy nó thân mật thôi, chứ thì đối với tôi cũng không thành vấn đề. Tại vì trong bây giờ thì họ nói như vậy nhưng mà đến về sau thì bắt tay cũng là chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì mà thay đổi hết. Dạ, thì bây giờ dẫn cái đó để mà cũng là chuyện tốt thôi chứ không có gì hết. Dạ, dạ, dạ vâng, cảm ơn chị nhé. Chúng tôi thấy anh Long Nguyễn nói là vấn đề bắt tay là phép lịch sự chứ không phải là quy luật, nên vấn đề bỏ hay không là tùy mọi người. Nếu ai muốn bắt tay thì mình có thể giơ tay lên nói sorry và chào là ok rồi. Quê dữ lắm đó, thò tay ra mà người ta không bắt rồi ta kêu chỉ hello thôi. Lúc đó cũng hơi có chút sượng sùng. Dạ. Nếu mà không bắt thì không bắt luôn đi, còn một người thì muốn bắt mà người kia không muốn thì cái đó là cũng hơi sọt dưa. Nói thôi, anh Vũ Kiếm, thực hiện là một chuyện khác đúng không anh Vũ Kiếm? Đúng. Dạ, mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 0689 ạ. Chào luôn. Dạ. Xin lỗi phải thôi không? Dạ đúng. Hello, xin chào cà phê sáng. Chào anh Vũ Kiệm. Dạ. Chú nói đi chú. Hello. Tôi tên của anh, tôi ở Phô Quỳnh. Các vị khỏe không? Dạ khỏe dạ, chú. Khỏe luôn. Dạ. Dạ. Cha nằm biệt lâu quá, mệt mỏi quá, nhớ cà phê sáng nên phải về nhà. Dạ. Theo tôi nghe nè, cái sự cái bắt tay và cái lịch sự, cái sự người ta tìm tới cái sự thân thiện thôi. Dạ. Chứ nó không có, chứ không phải vì ba cái bệnh dịch này mà cứ bỏ đi cái sự bắt tay, nó mất đi cái sự thân thiện rồi. Dạ. Cái bắt tay nó là một cái sự thân thiện cho cả hai bên luôn. Nếu còn mà một người đưa tay ra muốn bắt mà người kia quay mặt đi chỗ khác là quê lắm à. Dạ, thành ra nếu mà nói là không bắt thì thôi, không bắt luôn đi cho nó đồng đều. Nếu mà không muốn bắt á, thì thà đừng nhìn mặt nhau. Dạ. Nhưng mà đã nhìn mặt nhau rồi thì thấy người ta đưa tay mình ra bắt thì bắt đại đi, đâu có chết chóc đâu. Bắt đại đi rồi đi rửa tay hả? không cần rửa nữa. Không cần rửa. Trời ơi, người ta nói là lấy độc trị độc mà. Không, cái này không được rồi. Độc không được rồi độc. Chú ơi. Không có sao, không sao, không sao hết á. Dạ. Tôi cái chú liều quá mà. Nếu mà nhân tại vì cái này nó cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi là nó cũng mọi sự nó cũng qua hết thôi. Chứ còn dù sau khi cái cơn dịch này nó qua đi nhưng mà vẫn giữ một cái thái độ như vậy là nó mất hay rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chú Quang nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Mời một khán giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin chào. Chào chị Trường Minh. Dạ, chào chị. Anh ngày hôm qua mình đi chợ không?
cái mình dịch chờ cái gặp ông Mỹ nó cũng đang mua đồ thôi. Dạ. À, cái ông tự nhiên ông nói mình mua cái rau này tốt lắm, xong cái mình đứng mình cũng mua, mua xong rồi cái ông mình đi cầm kê lại bắt tay, đúng không? Vậy luôn. Anh chị Minh. Dạ. Bắt tay luôn hả? Bắt tay, tự nhiên nó cũng bắt tay mà tự nhiên mình thì ta ra ông kìm ông cứ đưa nó về cái ông cứ ngập. Ông cứ chà chà cái giữa đó là bằng tay của mình hoài à mấy. Dạ. Ừ, cái gì đâu. Chị đang coi trên Facebook á hả? Không, tự nhiên nghĩ này ok nha. Ông tự nhiên là 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 ông tự. Dạ. Nói về cái mà cứ để vô cái làm bằng cây là ông chà chà giống như ngày xưa đùa mình làm rồi đó. Ờ, ok chị. Rồi, chúc mừng chị. Không phải chúc mừng, nhưng mà mình thấy vậy có ảnh hưởng gì không? Dạ không, không có ảnh hưởng gì hết. Em tư tưởng là chị đọc truyện mà đem giữa ban ngày. Không có, tự anh Kevin nghĩ là đúng. Không hiểu. Chị á, chị coi chừng á, ít bữa mà chị đau lưng đó, mà đi gặp bác sĩ mà cái nó đòi khám tim á, là chị hơi phiền đó. Kevin ơi. Tại anh Kevin hay nghi ngờ người khác là đúng, tại anh hay ngó nghiêng nghe không có phản. Dạ. Yeah. Chị nhìn thôi mà chị cũng hiểu người được hay thiệt. anh Vũ Kiệm mới bị lost rồi. Không biết con đang đóng góp cho đề tài gì luôn. Mình muốn nói nghiêng anh Vũ Kiệm đâu mà. Dạ. Phải nghe nói chuyện khán giả, anh phải nói thẳng qua khán giả, ok? Dạ. Yeah. Anh phải nói thẳng vô khán giả. Dạ không, cái có nghiêng là tại vì khi á, ở trong này á chị khi mà nói chuyện chứ thì đều nói chuyện anh Vũ Kiểm phải nhìn Vũ Kiểm chứ. Nói chuyện anh Vũ Kiểm mà nhìn Tường Minh là cái đó lại càng là nguy hiểm hơn nữa. Dạ rồi. Thiếu công tác với lại khán giả. Chị nói tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Anh Vũ Kiệm bị lost. Tôi nhìn ngang hay là tôi nhìn trên... Không, chỉ cầm lên Kevin. Ồ. Trời ơi. Không hiểu chị nói gì luôn. Ai em sao đây? Thời đại Covid mà. Ngay cả cái chuyện mà ngón tay cà cà mà anh Vũ Kiệm anh còn lost nữa thì em thì bó tay anh luôn. Nhìn cho nhìn mặt ảnh ngơ. Không, tại vì không thì tôi nãy thì tôi đứng tôi chăm chú, tại thứ nhất tôi cũng có cái tánh mắc cỡ trời sinh tính mà, cho nên tôi lắng nghe, tôi chống cằm vậy tôi nghe chị nói gì mà tại tôi không hiểu chị nói. Cho nên tôi càng suy tư để mà tôi hiểu tôi lại càng bị rối. Đó. Thì sau chị nói rõ hơn tí chị lại bị kiểm tra rõ quá rồi còn gì nữa. Dạ. Thế mà hôm nay anh Vũ Kiểm anh bị sao anh Kevin, đúng không? Ngay từ đầu anh đã bị sao rồi đó. Thì bởi bị cô hàng cà phê này tấn công dồn dập cho nên hối hết nước nói. Bữa nay anh nói thiệt đi, hôm qua anh có bị gì không? Hôm qua thì ở nhà dọn dẹp làm vườn với con vậy thôi. Sáng vô là anh than anh đau lưng. Đau lưng thì khiêng đồ khiêng đạc. Cây cỏ cuốc kiết. Không, anh đau lưng thì không sao. Tại vì vậy thì người ta cũng đỡ khám tim. Mấy cô đau lưng anh có sợ mấy ông bác sĩ không khám tim thôi chứ. Anh Hữu Kiệm có cần cầm lên là trong thời gian cách ly này bị đòi hôn nhiều quá không? Không. Tuyệt đối không có mang cái chuyện đó ra đùa nghịch được. Bye. Ô, Tường Minh này cổ hỏi những cái câu lung tung quá. Ngoài chủ đề á. Ngoài chủ đề. Tại vì em cuối cùng thì em vẫn không hiểu là tại sao ngày hôm nay anh Vũ Kiểm anh bị lót nhiều vậy. Đến đây thì chương trình Cà Phê Sáng cũng đã hết rồi. Cho nên chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Và xin kính chào. Chúc quý vị có một sức khỏe thật là dồi dào. Một tuần mới thật là bình an. Và hẹn gặp lại trong lần sau. You could meet a spy and find romance. You could even win the tour to France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos días, rayito del sol. Good morning, sunshine. Cách dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020 2020census.gov. Hãy làm tròn bổn phận của chúng ta. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855 855 5888.